Vậy là cũng đã tròn một tuần mình trải nghiệm lại con Samsung Galaxy S23 Ultra. Và ngày hôm nay là một cái dịp vừa đủ để mình lại tiếp tục nói về một con điện thoại. Cái lý do mà ngày hôm nay mình muốn nói về con S23 Ultra là tại vì ở ngay thời điểm hiện tại chúng ta đã chuẩn bị có con Galaxy S24 Ultra. Và vậy nữa là trong cái video này mình sẽ chủ đích là chia sẻ lại cho các bạn tất cả những cái điểm mà mình cảm thấy là trên một con S23 Ultra nó đang làm chưa có quá tốt, để coi là liệu trong thời gian sắp tới thì nó có được khắc phục hết tất cả những cái điểm mà mình vẫn còn cảm giác là hơi khiếm khuyết ở trên S23 Ultra hay là không. Và nếu những bạn nào mà đang sử dụng Galaxy S23 Ultra, các bạn cũng coi kỹ cái video này để coi là cái trải nghiệm của mình nó có giống với các bạn hay là không nha. Và một lần nữa cảm ơn cửa hàng Lê Quân Mobile đã cho mình mượn chính cái sản phẩm này để có thể trải nghiệm ở trong khoảng hơn 7 ngày vừa qua. Về cái đường link để mà mua S23 Ultra ở ngay thời điểm này thì mình cũng sẽ để ở ngay phía dưới một mô tả, các bạn có thể click vào để mà coi kỹ hơn về giá nha. Đối với ngay một số những cái điểm mà mình cho rằng là trên S23 Ultra hiện tại đang làm chưa có quá tốt, và cái phần đầu tiên nó đến từ cái ngoại hình ngay từ bên ngoài, hay chính xác hơn là về cái kiểu cách thiết kế ở trên con S23 Ultra. Trong một khoảng thời gian ngắn gần đây khi mình trải nghiệm rất là nhiều những cái điện thoại flagship đến từ Android, bao gồm là Xiaomi 14, bao gồm là Vivo X100, X100 Pro, bao gồm là iQOO 12, thì mình nhận ra là cái cách thiết kế ở trên S23 Ultra ngay thời điểm này nó có một số điểm hơi lấn cấn nhẹ, và mình nghĩ là Samsung họ hoàn toàn có thể làm tốt hơn ở trên con S24 Ultra của họ. Cụ thể nha, S23 Ultra là một cái con điện thoại với màn hình cong, nó không hẳn là cong bẹt ra luôn như kiểu là 3D, nhưng cũng không hẳn là cong 2.5D như trên con Xiaomi 14 Pro ở ngay thời điểm này. Nó khoảng đâu đó là 2.7D á. Nó cong nhưng không phải là cong theo cái kiểu là xuống dốc, mà nó như một cái thác nước á, tức là nó sẽ cong và nó quặp xuống một khúc như thế này. Và bởi vì nó cong theo cái kiểu như thế cho nên là cái phần kính các bạn thấy nó vẫn là cong, nhưng mà cái phần viền ở hai bên á thì nó lại là theo kiểu viền phẳng. Và nó dẫn tới cái câu chuyện là cái phần cạnh đáy ở trên cái máy này và hai cái viền hai bên á nó giống như kiểu là góc vuông vậy, chứ nó không phải là một cái góc mà hơi bo bo nhẹ như ở trên những cái con điện thoại khác. Thà cong là nó cong hẳn luôn, còn lần này là nó không hẳn là quá cong, nó khiến cho cái điện thoại này nó bị vuông vứt hẳn ra. Nên là khi các bạn cầm ở trên cái máy này mà các bạn cầm ở bốn cái phần mà góc vuông của nó, các bạn sẽ thấy là nó thật sự rất là bén, nó rất là khó chịu cho các bạn cầm cái tay của các bạn. Mà cái con điện thoại này các bạn thấy không, cái size của nó rất là lớn, màn hình của nó kích thước thì như trên, cho nên là khi các bạn cầm vào trong cái điện thoại này thì rất dễ là cái mu bàn tay của bạn nó sẽ bị bấu vô như thế này để các bạn có thể cầm chặt cái điện thoại hơn. Cho nên là nhìn chung là nếu như các bạn đã sử dụng Samsung Galaxy S23 Ultra thì mình nghĩ là có rất nhiều người hiện nay họ sẽ phải đi kèm với ốp. Tại vì nếu như các bạn sử dụng trần thì thứ nhất là các bạn sẽ rất là sợ bị xước cái cụm cam, và thứ hai là cái cảm giác cầm nắm trần của nó thì nó không thực sự là quá tốt với cái phần khung viền này. Cho nên là khi các bạn cầm cái máy này, các bạn sẽ thấy là nó rất là khó chịu về cái phần thiết kế. Thêm một phần nữa mình cảm thấy là nó hơi bất hợp lý ở trên con S23 Ultra, đó chính là cái phần loa ngoài của máy ở ngay cạnh dưới nó lại được đặt ở bên trái. Tức là thông thường ngay cái chỗ vị trí loa của những cái điện thoại khác thì nó sẽ được nằm ở bên phải. Cái lý do là ở tất cả game hiện nay, khi các bạn cầm cái điện thoại lên mà các bạn bấm vào trong game mà nó trở thành cái màn hình landscape, tức là cái màn hình ngang thì nó sẽ mặc định hiểu là cái vị trí góc bên trái, tức là ngay cái chỗ camera selfie. Cho nên là khi mà cái phần loa của cái điện thoại này nó được đặt ở ngay cái vị trí như trên thì vô tình cái tay của các bạn khi mà cầm vào trong cái điện thoại thì nó sẽ khiến cho che luôn cái cụm loa ngoài này. Cho nên là rất nhiều những cái tình huống khi các bạn chơi game ở trên cái điện thoại này, các bạn sẽ phải là lật ngược cái điện thoại lại, tức là để khi này bên phải nó lại là cái cụm selfie, tức là nó sẽ đảo cái chiều của cái game xuống, thì khi đó các bạn mới có thể nghe được cái âm thanh phát ra từ game. Còn nếu như các bạn cầm theo cái hướng thông thường thì các bạn sẽ không thể nghe được âm thanh phát ra từ loa ngoài của máy. Đây cũng được gọi là một cái điểm bất cập mà mình nghĩ là đối với đời S24 Ultra Samsung có thể làm tốt hơn. Cụ thể như là họ có thể di chuyển cái phần S Pen trở lại bên cái vị trí bên phải. Ngày xưa thì S Pen nó vẫn được đặt ở bên cái vị trí bên phải máy chứ không phải là bên trái máy như trên con S23 Ultra này. Và vì vậy cái chỗ khe SIM đáng lý nó phải được đặt bên trái chứ không phải là bên phải. Cho nên là nhìn chung về cái kiểu cách thiết kế, Samsung có thể làm tốt hơn cho đời sau. Tiếp đến là một phần nữa về trải nghiệm mà mình nghĩ là trên S24 Ultra có thể cải tiến thêm, đó chính là về cái phần loa ngoài của máy. Mình đã trải nghiệm qua rất là nhiều những con điện thoại flagship ở trong khoảng thời gian gần đây, và mình cũng đang sử dụng thêm song song một con iPhone 15 Plus, thì mình nhận ra là cái loa ở trên S23 Ultra ngay thời điểm này nó không phải là một cái loa quá tốt nữa. Phần âm lượng của âm thanh phát ra nó vẫn lớn nha, nhưng mà tuy nhiên nếu như các bạn so về cái phần bass ở trên cái loa này thì nó sẽ không bằng được so với lại rất là nhiều máy Android hiện nay. Theo cái trải nghiệm của cá nhân mình là loa ở trên S23 Ultra nó bị thiếu bass, nó hơi thiên về middle và treble nhiều hơn. Đây không hẳn là một cái điểm yếu nha, đối với một số người mà họ hay thích nghe nhạc mà theo hướng là nghe giọng ca sĩ nhiều hơn thì cái loa này nó vẫn rất là phù hợp. Tuy nhiên là mình thấy nhìn chung loa trên điện thoại thông minh các bạn vẫn sử dụng nó cho mục đích giải trí nhiều hơn, tức là các bạn muốn coi phim hoặc là các bạn muốn chơi game nhiều hơn, chứ ít ai làm việc trực tiếp chuyên nghiệp ở trên một cái loa của điện thoại thông minh. Cho nên là loa nó có nhiều bass, nó đập căng hơn thì chắc chắn là cái quá trình giải trí của bạn nó lại càng tốt hơn nữa. Và
mình tin chắc là S24 Ultra có thể làm tốt hơn. Và liên tiếp đó, một cái điểm mà mình nghĩ là trên con Galaxy S24 Ultra nó cũng có thể làm tốt hơn nữa, đó chính là về cái thời lượng pin và lẫn tới hiệu năng của máy. Mình trải nghiệm trên con S23 Ultra này á, mình thấy là về phần hiệu năng nó cũng ổn rồi. Tuy nhiên là nếu như xét về thời lượng pin nha, thật sự với các bạn luôn, trong những khoảng thời gian gần đây khi mà mình trải nghiệm được con X100 Pro của Vivo và kèm thêm là con Xiaomi Mi 14, pin của nó thì trâu cực kỳ luôn và nó tối ưu cái phần nhiệt độ ở trên máy á, là quá tốt. Gần như là trong các cái tình huống mình cầm máy, mình trải nghiệm, mình chơi game, mình không thấy nó bị nóng lên quá cỡ, nó chỉ là hơi ấm nhẹ thôi. Và thêm một cái thông tin nữa, cái này thì mình không có xác thực cho các bạn nha, tuy nhiên là theo một số những nguồn tin leak mà mình đã được biết ở trong khoảng thời gian gần đây á, thì Samsung á, họ đã lựa ra được rất là nhiều những cái đa chip bán dẫn chất lượng cao để làm nên những con Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Các bạn sẽ phải hiểu trên một tấm waffle, khi mà họ cắt ra rất là nhiều những cái đa chip để làm nên những cái SoC á, thì họ sẽ có rất là nhiều những cái phân cấp khác nhau, từ những cái loại xịn nhất đến cả những cái loại tệ nhất. Thì đối với Samsung á, là với cái tiềm lực của họ hiện nay á, họ đã kết hợp cùng với Qualcomm để lựa ra những cái đa chip chất lượng tốt nhất để làm nên những con Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Những con Snapdragon 8 Gen 3 đang bán ra trên thị trường hiện tại á, chưa phải là những con tốt nhất đâu, mà những con Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy á, nó mới là tốt nhất. Cái chất lượng của vật chất làm nên bóng bán dẫn càng cao á, thì tức là cái hiệu năng cũng như là khả năng tối ưu về điện ở trên những cái con chip đó nó lại càng tốt hơn nữa. Và cái tin này á, hiện tại vẫn còn rất là 50-50, nhờ mình tin chắc là phần nào đấy nó cũng có thể đúng đấy. Mình sẽ chờ những con Samsung Galaxy S24 Ultra nó thật sự ra mắt để khi đó mình mới test thử coi là liệu nó có đúng thật là như vậy không, và mình sẽ làm cái video khác cho các bạn cùng coi. Và cuối cùng, một trong những thứ mình rất là mong chờ mà nó sẽ được cải tiến nhiều hơn ở trên Galaxy S24 Ultra, đó chính là về cái cụm camera. Đối với camera hiện nay, các bạn thấy là ở bên cái thế giới Android nha, nó có một cái chất lượng camera rất là tốt. Đối với những con điện thoại Android mà đang sử dụng cái loại cảm biến 1 inch thì gần như là cái chất lượng của nó hiện tại đang được đánh giá rất là cao, và nó cao hơn iPhone rất là nhiều ở trong những khoảng thời gian gần đây. Hồi năm ngoái chúng ta có Mi 13 Ultra đúng không? Còn năm nay thì mình rất là ấn tượng với lại con Vivo X100 Pro. Hơi tiếc là mình cứ nói với các bạn nãy giờ về con X100 Pro hoài mà các bạn không thấy nó trong khung hình, là tại vì cái lần đó mình chỉ mượn nhanh ở trong một cái dịp đi cà phê thôi. Trải nghiệm nhanh của mình về cái máy nó vẫn rất là phê nha các bạn. Mình cảm nhận được rằng là cái camera của nó chụp rất là đẹp. Thì mình hy vọng là trên con Galaxy S24 Ultra nó lại càng chụp đẹp hơn nữa. Nó không chỉ là cải tiến về cái khả năng zoom đâu, mà cái cảm biến của nó thật sự là có cái chất lượng tốt hơn, chụp ít noise hơn, chụp trong đêm tốt hơn, chụp chân dung tốt hơn, và cái khả năng xử lý ảnh nó cũng phải tốt hơn. Thì đó là những gì mình kỳ vọng về camera ở trên Samsung Galaxy S24 Ultra mới. Vậy thì qua cái video này mình đã chia sẻ với các bạn về những cái điểm mà mình cảm thấy là trên Galaxy S23 Ultra ngay thời điểm này nó chưa phải là những cái gì đó mình cho rằng là nó quá tốt, và Samsung nó hoàn toàn là vẫn còn một cái room rất là lớn để họ có thể cải tiến thêm cái Galaxy S24 Ultra của họ cho 9 năm nay. Và chỉ còn khoảng vài tháng nữa thôi là chúng ta đã có một con Galaxy S24 Ultra ra mắt rồi. Không biết là thực tế nó sẽ như thế nào, và kèm thêm là những cái điểm yếu mà nãy giờ mình nói với các bạn á, liệu nó có được cải tiến hay là không, thì chắc là phải chờ thời điểm đó chúng ta mới biết được trên tay thực hư nó như nào ha. Và nếu như các bạn muốn mình làm thêm về các cái chủ đề gì đó khác, các bạn nhớ comment lại ngay phía bên dưới, mình sẽ cố gắng làm sớm nhất có thể. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.